봐라, 다 풀었다. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh S Channel. Và hôm nay mình sẽ đi thăm tour trường. Và trường này trường gì Minh Anh? Dạ, trường Đại học Hoa Sen. Ủa, và trường này em đang học ở đây hay sao? Dạ đúng rồi, em đang học ở đây năm nhất. Ờ, nhưng mà hôm nay không chỉ Minh Anh dẫn mình đi đâu, nhưng mà còn một bạn khác nữa đã từng học tại Hoa Sen. Đây, sinh viên đã tốt nghiệp Hoa Sen. Bây giờ anh sẽ được tân sinh viên và cựu sinh viên dẫn đi Hoa Sen. Ủa, nhưng mà em lấy bằng chưa? Chứ hôm trước đi thăm trường gà bằng giả chưa lấy bằng. Lấy rồi, có clip luôn mọi người. Đây là cái clip em lấy bằng. Ok, rồi, bây giờ, mình sẽ dẫn thôi. Thái tử rồi mít đi tham quan trường Hoa Sen. Ủa, được rồi em. Đi. Thì em cũng dẫn. Nhưng mà chị nói dẫn Thái tử rồi mít không có dẫn em. Ủa mày là học Hoa Sen mà. Mới vào thì bên trái mình là khu vực là tân tư vấn tuyển sinh. Là nơi dành cho những bạn mà đọc hồ sơ thì sẽ tới đây để tư vấn. Và các chị sẽ hướng dẫn cho các bạn lên đúng cái phòng mà bạn đang cần hướng dẫn. Ok. Ê, bên này hôm nay đang triển lãm hả? Ủa cái này là triển lãm đồ họa gì hả? Ừ, mấy bạn cũng có hay tổ chức sự kiện ở đây nào, rồi làm triển lãm ở đây nữa. Những cái tác phẩm ở đây là của sinh viên hết. Dạ. Của ngành đồ họa. Nếu như mà theo trên này thì là làm thiết kế đồ họa. Ủa, anh thấy có những cái đối tác sư phạm quốc tế thì những cái đó là kiểu họ trao đổi sinh viên là từ sinh viên nước ngoài về Việt Nam hả hay là sao? Một phần là vậy, với lại anh thấy ở trên kia nó sẽ có cái Vatel á, thì mấy bạn đó cũng có học ở đây luôn. Mấy bạn đó sẽ có đồng phục riêng luôn, y như là những nhân viên khách sạn du lịch. Mấy bạn sẽ học một cái chương trình khác, với lại cũng mức học phí cũng sẽ khác luôn. Nhưng mà anh thích nhất khi mà bước vô đây á, là bên phải mình là cái canteen. Tuy nhiên cái canteen này nó hơi bị cám dỗ, tại vì những hôm nào mà đi học hơi trễ hoặc là sớm một xíu là mình ngồi đây mình ăn sáng, mình ăn sáng xong mình sẽ đi học trễ. Quán cà phê. Trường em được cái ông có canteen. Tại vì ở ngoài kia cũng có thể tìm rất là nhiều, có quán cơm sinh viên cái thứ các kiểu rất là nhiều. Cái chỗ triển lãm hồi nãy á, hồi trước á nó là nếu mà không triển lãm thì nó sẽ là cái khu kiểu như là ngồi chờ khách nè, hoặc là mấy bạn ngồi nghỉ ngơi cũng có, nó uống cà phê. Bây giờ chúng ta đang ở tầng 1 thì nó sẽ là các văn phòng khoa, phòng đào tạo, phòng hỗ trợ sinh viên các kiểu. Cái phòng này gọi là cái phòng mà em quên đăng ký môn học, hoặc là những cái mà em cảm thấy em không biết em phải làm sao em chui vô đây. Ở phía bên này là hình như là phòng hỗ trợ công tác sinh viên. Hồi đó là mình xét môn học tương đương hay gì đó thì mình cũng sẽ vô đây để mình ấy. Ở trên là một cái phòng rất là đẹp, bây giờ mình lên lầu 2 mình xem thử coi. Và hiện tại thì tụi mình đang ở trên lầu 2 và ở đằng sau tụi mình là một cái hội trường. Phòng 204 là hội trường mà mọi người sẽ hay tổ chức những sự kiện có ở mỗi cuối tuần. Thì hôm nay vô tình là ra đúng ngay cái lúc mở ra ngành mới là ngành quản trị sự kiện. Nghe nói là cái ngành này là đầu tiên trên cả nước luôn á. Là ngành truyền thông sẽ là một ngành khác, mà ngành quản trị sự kiện sẽ là một ngành khác, chứ không có dính chung với nhau. Ờ, mà theo như anh thấy thì cái này hình như là của khoa du lịch, ý là khoa du lịch. Hình như là nó sẽ từ trong khoa du lịch đó. Thì hồi trước là lúc mà em học thì nó cũng sẽ có cái môn quản trị sự kiện ở trong cái ngành quản trị công nghệ truyền thông. Bây giờ hình như là sẽ tách ra riêng và sẽ có những cái giáo án riêng cho cái này luôn. Thì bây giờ tụi mình sẽ vào mình tham quan sơ sơ cái trong hội trường. Ở đây thì là lầu 3, lầu 4, lầu 5. Đa số là phòng học thôi. Ở xem phòng học sẽ có những cái thiết kế khác nhau. Thiết kế khác nhau. Chứ không phải là phòng nào cũng sẽ y giống nhau hết. Thấy có cái phòng này sáng đèn, không biết có mở cửa không? Có một cái phòng ở trên lầu 4 hay lầu 5 gì đó, nó sẽ là thiết kế theo dạng không mở cửa. Thì ở đây tụi mình thấy đang có một cái lớp đang học nè. Thì đa số các phòng sẽ được bố trí theo dạng nó rất là cơ bản thôi. Giảng viên ở trên và học sinh ở dưới thì bàn được xếp ngang. Trường mới bắt đầu làm cái này sau mùa dịch, sẽ tiện hơn cho sinh viên khi thiết kế mỗi tầng có một máy. Nhưng mà mọi người có muốn thử không? Bây giờ mình thử đi. Sprite đi, 10.000 nè, không biết còn không nữa. 32.000. Gì vậy? 10.000. Cái này cái số má ơi. Trời, cái gì nhỏ này học trong trường mà nó còn không biết xài nữa là sao? Tại vì đây lần đầu tiên. Cái này là cái số, còn cái kế là giá tiền. Ê, nó tức là cũng rẻ ha. Này bà, đây là cái phòng mà em nói, phòng 507. Này mọi người có thể nhìn thấy xung quanh thì
ít ở cái không biết là mấy trường khác như thế nào, nhưng mà mình rất là ít thấy là có cái kiểu bố trí ghế ngồi vòng cung như vậy. Cái này chắc chắn là ở Remit không có luôn. Ở thì thường là giảng viên sẽ đứng đây đó, và đặc biệt chỗ này là không thể nào mà mấy bạn có thể phao bài hay là ngủ. Có hai hàng à, nhìn cái là thấy hết trơn luôn á, không có làm được cái gì cả, làm việc riêng là càng không. Tất cả các phòng luôn đều có máy chiếu, có máy tính luôn để kết nối với lại màn hình chiếu luôn. Và cái phòng này thì thấy học những cái lớp kiểu tương tác thuyết trình này nọ thì nó cũng phải học. Thì thường thì thấy ngành truyền thông thì hay học ở vùng này, mấy môn sự kiện cũng hay học ở đây. Chắc phòng này chắc tầm 30-35 là vừa. Một cái mà hồi đó mình thích ở Hoa Sen hết là mấy cái màn này, kiểu như là mấy bạn cảm thấy không có bị tù á khi mà ở trong lớp học á. Lâu lâu hồi mấy hôm chiều chiều mình hay kéo nó lên để ngắm hoàng hôn đó, nhìn không gian nó cũng thoải mái để mấy bạn có thể sáng tạo cái thứ. Và một điều mà khác với mọi trường là phòng học sẽ luôn có rất là nhiều ổ điện cho sinh viên cắm sạc, ví dụ như là thiếu pin đó, rất nhiều. Nhưng có mà... thể đáp ứng được cho cả lớp luôn. Mọi người cái ổ điện nó nằm thức này rồi, cho nên là vô số một cái mấy đứa nó ngồi ở đây là thôi vậy. Thật sự ngõ đây là nó rất là tiện luôn á, cắm sạc ngay đây mà lại núp được giáo viên nữa. Trời ơi. Mà anh nghe nói là tại Hoa Sen thì trường cũng hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc mà làm sự kiện. Đúng rồi. Cho dù là phi lợi nhuận hay là có lấy tiền đúng không? Đặc biệt là các bạn ở ngành nhà hàng, du lịch hoặc là những ngành khách sạn á, thì mấy bạn sẽ có một cái sự kiện đó là Sparkling Prom á. Cuối năm, thường năm nào cũng sẽ tổ chức á. Trường sẽ hỗ trợ về cái phần là mấy bạn cho mấy bạn địa điểm để mấy bạn có thể bán vé nè, bán những cái vật phẩm. Vậy trước khi ra trường thì sinh viên Hoa Sen cũng được trang bị rất là nhiều kiến thức để ra trường xong là kiểu trở thành một cái ứng viên đáng giá cho công ty. Mỗi kiểu năm đúng rồi, chuẩn bị riêng cho sinh viên kiểu nhạy hơn với xã hội. Nếu như cái trường khác chỉ có một kỳ thực tập cuối cùng thôi thì Hoa Sen có hai kỳ thực tập. Thì thực tập ở khoảng năm 2, năm 3 là thực tập nhận thức, tức là mấy bạn sẽ vào công ty để mấy bạn quan sát xem người ta làm gì, là để có thể nắm cơ bản trước á. Thì còn thực tập cuối là thực tập tốt nghiệp, thì mấy bạn có thể chọn lại làm đề án, xây dựng một đề án riêng của mình, hoặc là mấy bạn có thể đi thực tập giống như hồi đó em thực tập external. Bây giờ là mình đang ở tầng 6, thì đây là phòng ở nãy ở ngoài bảng ghi là phòng sinh hoạt cộng đồng. Thì hồi đó mình hay gọi phòng này là phòng nghỉ trưa mấy bạn. Thì ở phòng này thì thường tầm giờ trưa mấy bạn sẽ ở đây rất là đông để nghỉ ngơi, không có mang giày lên trên. Đó, là một con người lịch sự và văn hóa để chúng ta nên như thế đó. Thường là mình, hồi đó là mình, đây là cái chỗ ngủ yêu thích của mình mấy bạn. Hôm nào hay, điện, đúng không? Đúng rồi. Hôm nào mà cũng ngại, nhiều khi á, lên tới cái qua wow, mấy cô bạn nằm đây rồi, giờ hôm nay mình nằm kế bạn đó thì cũng mà kỳ là... Ở đây có thể là sẽ làm sự kiện, tức là các phòng đều có thể, cho nên là sẽ hỗ trợ những cái máy chiếu như vậy. Mấy bạn cũng may họp nhóm ở đây á, kiểu thế, hoặc là cái câu lạc bộ sinh hoạt sao đó. Thì lầu 8 ở đây sẽ có thư viện, thư viện khá xịn sò. Bây giờ mình sẽ đi vào thư viện đây. Vô đây thì mình nói khẽ khẽ thôi nha mọi người. Bora, đã phụt. Thì ở đây sẽ có một cái bảng là xuất trình thẻ tại đây thì sẽ phải có thẻ sinh viên mấy bạn mới vào được. Đây, mình có thể thấy ở đây chúng ta ngồi đọc sách ở thư viện và nằm ngủ ở nhà. Mình sẽ kể cho mấy bạn nghe biết tại sao có cái này không? Tại hồi đó, cái năm, những cái năm mà mình học á, là tụi nó hay kéo ở đây ngủ lắm, mấy cái hốc ở dưới đây nè. Xong một thời gian sau, khoảng 1-2 năm sau là sẽ có cái bảng này. Ai ý thức thì sẽ không làm vậy nữa. Trong những bạn ngủ đó là có em không? Lúc đó là lâu lắm rồi, nó chưa có chỗ này, nó chưa có cái này. Hồi đó thì em chui dưới đây ngủ nè. Ở bên, ở trong thư viện, ngoài sách ra, ngoài chỗ ngồi ra thì mấy bạn sẽ có những cái khu trường học ở đây rất là yên tĩnh. Thì nó sẽ bố trí sẵn khoảng 4 cái máy tính. Nếu như các bạn nào có việc thì cần sẽ sử dụng, hoặc là những cái bàn riêng mà ở dưới đều có ổ điện để cho các bạn có thể cắm laptop, hoặc là có thể họp nhóm ở trong thư viện. Nhưng mà nhớ là nhỏ tiếng. Thấy trong thư viện này cũng có nhiều sách nước ngoài, nhiều sách để học mà mình có thể lấy ra mình đọc, mình làm tài liệu nghiên cứu á. Đúng rồi, ở đây thì có thêm là cho sinh viên mượn sách nữa. Ví dụ như có những môn sinh viên không có mua thì mấy bạn có thể đến đây mượn sách, và nó sẽ ghi vào trong cái thẻ sinh viên. Cái thẻ sinh viên đó nó vừa là thẻ ngân hàng mà
mà nó vừa là cái thẻ mà để trình thư viện ghi lại những thông tin mà bạn mượn sách gì, chưa trả sách gì này nọ vào trong đó luôn. Ủa mà mình mượn lố này mình có bị chặt tiền? Có, nó sẽ gửi email về nhỏ bạn em hồi đó nó mượn sách em, xong quên trả, xong người ta gửi về ngoài thoát khóa thẻ sinh viên của em, không cho em mượn sách nữa, mà em có mượn sách bao giờ đâu. Ok, bây giờ thì mình đang ở lầu 8 rồi, thì mình giờ mình còn lầu 9, lầu 10 nữa, mà hình như là chỉ có lầu 9 nên sẽ hội trường. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 9 xem ha. Mọi người ơi, báo hàng tặng. Chị thích cái nào? Rồi bây giờ em muốn làm giàu hay là em muốn đi du lịch hay là... Anh đi du lịch để em mang về cho nhà Human. Để mình tập cho anh gà những cái tính nhân văn. Cái này hàng tặng nha, không có... Bây giờ đang ở lầu 9, đang có một cái background. Hình như là lại có sự kiện. Nên đi ngay ngày cuối tuần cho nên có hai cuối tuần là đều có sự kiện. Ủa sao cái này là cái hội trường gì mà lớn quá vậy? Hội trường này nó bự hơn hội trường dưới nữa. Thường có những hồi đó em vô là dùng để như là gặp mặt sinh viên, các khóa. Rồi lâu lâu sẽ có fashion show cũng diễn ra ở đây. Là cách bố trí của phòng 903 thì nó khá là làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Em thích ở phòng này hơn. Nó đặc thù là cái hội trường nó có cái bục sân khấu cao lên luôn á. Hồi trước có để nguyên cái piano trên đây. Trường hay có những cái sự kiện mà có âm nhạc nữa, cũng hỗ trợ phần âm thanh cho mấy bạn. Tại vì hồi đó có môn cảm thụ âm nhạc á, thì cái môn đó cũng nghe nhạc. Rồi lâu lâu cuối khóa sẽ có diễn âm nhạc lớn. Hồi đầu năm có cuộc thi Hoa Khôi á, khi mà mọi người diễn tài. Nếu mà mọi người diễn tài năng á thì mọi người trường có hỗ trợ piano này nọ luôn. Em có thi mà, nhưng mà không có đậu. Nghe buồn ghê. Và bây giờ là tụi mình đang ngồi ở quán cà phê của trường. Cà phê ở đây thì giá cũng rẻ, tầm 35.000 cho tới 45.000 một ly. Nãy giờ đi tham quan trường thì thấy trường cũng khá là rộng, cũng có nhiều chỗ cho sinh viên nghỉ ngơi. Có, anh thấy nhất là mát. Tại vì ở ngoài rất là nóng, qua đây thì nó mát, nó không có bị sốc nhiệt á. Xong rồi nhìn trang trí kiểu anh rất là thích kiểu cái việc mà đem những cái tác phẩm của học sinh ra để trưng bày. Dạ. Kiểu học sinh trường này rất là giỏi nên là tụi tao rất là tự hào. Thì nói chung hôm nay đi thì mấy bạn có thể kiểu như là cũng biết xương xương về cái cơ sở 1 của trường Hoa Sen. Thì nói chung là Hoa Sen là một nơi mà kiểu như là tạo nhiều điều kiện cho sinh viên để phát triển. Thì sắp tới cũng tới kỳ tuyển sinh đại học á, nếu mà bạn nào thích thì có thể đăng ký vào trường. Cũng may là hôm nay tụi mình đi cuối tuần á nên là cũng có nhiều sự kiện, các bạn cũng có thể thấy thêm là hoạt động của sinh viên Hoa Sen thường vào cuối tuần thì sẽ như thế nào, mọi người hoạt động như ra sao. Đó, và trường cũng có thêm ngành học mới nữa. Ngành thì sự kiện đó là đầu tiên trên ngành đầu Việt Nam tiên luôn của Việt Nam. Ngành chính thức luôn. Đó, nên cũng có khá là nhiều lựa chọn cho các bạn tham khảo. Và nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể lên trang web của Hoa Sen để coi thêm. Và mình rất cảm ơn mọi người đã cùng tụi mình đi tham quan trường của Vân và Minh Anh. Là mọi người có câu hỏi nào thì cứ để ngay ở dưới phần comment nha, tụi mình sẽ trả lời. Mọi người đừng quên like, share và subscribe cho kênh National nha. Bye bye. Đi khám phá một nơi mà Thái Tử Rệ Mứt rất ghét nơi này. Tại vì ở trường Thái Tử Rệ Mứt không có. Trong tô tế trường Hoa Sen về đây là một cái nơi đất thiên đường. Đúng rồi, đó vậy, đất thiên đường. Tại vì nó có vòi xịt như Thái Tử Rệ Mứt. Và nó có cửa đóng cũng rất là chắc. Và một điều đặc biệt ở trong này nữa đó chính là mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi. Hôm qua mua đặc sản Hoa Sen về cho mọi người ăn. Yay, bánh chén trộn.